Mày cô kia, dừng lại đi. Dừng lại cơ mà. Còn không mau đỡ tôi dậy. Ui, quên mất. Ấy chết, mẹ của em bảo là tuyệt đối không được động vào người đàn ông đã có vợ. Hay là bây giờ em sẽ tìm cách khác để giúp sếp nhá. Cho đáng đời. Cô bị điên rồi hả? Tôi bảo cô dọn dẹp văn phòng cơ mà. Tại sao cô lại cầm chổi hất cả tôi? Em xin lỗi. Em là sinh viên mới ra trường. Có gì không biết mong anh chị bảo ạ. Anh tha cho em lần này đi ạ. Thả, thả cái đầu cô ấy. Tôi sẽ đuổi việc các loại người như cô. Để hồi nào. Giám đốc ơi, em xin anh đấy. Anh đừng có đuổi việc em bây giờ. Nếu mà bây giờ đuổi việc em ý, thì em nhục nhã lắm. Với lại em có vấn đề về tâm lý đấy. Tâm lý cái gì cơ? Em bị rối loạn căng thẳng đến tột độ, lo lắng, có thể khiến máu không thể nào đi lên tim. Nếu mà như vậy thì nhiều lúc em sẽ không thở được. Em không thở được là em sẽ ngất ra đấy đấy. Úi giời ạ, cái quái gì vậy? Em nói thật mà. Ôi chết rồi, bây giờ tim của em đang bị đau đây này. Không thở được. Thôi được rồi. Tôi không đuổi việc cô nữa. Ok. Giám đốc nói thật ạ? Tôi nói thật. Bà có tỉnh rồi à? Không, tại vì em vui quá nên là. Em vui quá em cũng có thể ngất được đấy ạ. Ôi Linh ơi, cổ già mà xem bạn cô này không hiểu kiểu gì mà ra cái loại tâm lý không ổn định vào đây không biết làm nữa. Giám đốc ơi. Tớ cũng chịu cậu luôn đấy. Không ngờ chỉ vì tớ bị một cái tên giám đốc dê dồn bắt nạt thôi. Thế mà cậu dám cả gan vào công ty tớ làm việc, rồi đòi lại công bằng cho tớ đấy. Thì cậu là bạn thân của tớ cơ mà. Bây giờ tên đó có bắt nạt cậu ấy, thì cũng coi như là bắt nạt tớ rồi. Tớ phải tìm cách trừng trị hắn ta chứ. Đúng là phong cách của tiểu thư nhà giàu có khác. Cậu còn có gia đình chống lưng chứ. Tớ chỉ là dân thường thôi, chả làm gì được. Mấy vớ vả vớ vẩn. Bây giờ là cậu có tớ bảo vệ rồi. Hắn ta chỉ cần bắt nạt cậu nhá, hay là sám trỡ cậu thôi, thì tớ sẽ ra tay trừng trị, khiến cho hắn ta nát hơn bây giờ nhiều. Cảm ơn cậu nhá. Thế à? Bạn bè vì nhau quá nhờ. À, được rồi. Tao sẽ đuổi việc hết cả lũ chúng mày, để xem bảo vệ nhau kiểu gì nhá. Giám đốc ạ, sao anh lại ở đây ạ? Giám đốc Toàn, thật sự là anh hiểu lầm ý của tôi rồi. Tôi ra đây gặp Linh ấy là tôi muốn nói chuyện với Linh là phải làm việc cẩn thận hơn để bảo vệ mọi người. Bớt điều đi, tao nghe hết rồi, tao không điếc nhá. Vì có Linh đây nó xinh nên tao mới đụng chạm thôi. Nhưng mày lại có thái độ lổi lõm với tao như thế, tao đổi việc hết cả lũ. Cút hết! Giám đốc, tất cả mọi chuyện là do cô ấy ạ. Em không biết gì cả. Giám đốc đừng đuổi việc em ạ. Đừng hòng. Một khi đã đuổi, tao đuổi hết cả lũ. Cái gì? Anh dám đuổi việc tôi á? Tôi nói cho anh biết nhá, tôi có hợp đồng lao động đàng hoàng đấy. Anh thử đuổi việc tôi đi. Tôi nói với chủ tịch đấy. Bây giờ mày lại còn dọa ngược lại tao cả. Chủ tịch đang ở công ty đấy, về em bắt kiện. Cô này, mày đi thật đấy à? Đứng lại! Lan Anh, giám đốc! Lan Anh! Chủ tịch ơi, cứu. Ôi trời ơi, ai lại không mặc áo thế này? Này, cô là ai đấy? Lại vào đây, tôi đang thay đồ. Đi ra ngoài đi.
đấy? Anh giúp tôi với, tôi muốn gặp chủ tịch. Cô không hiểu tiếng người à? Tôi bảo cô đi ra đi, tôi đang thay quần áo. Cô vào như thế này bất lịch sự vô duyên đấy. Giúp cái gì mà giúp? Nhưng mà tôi sắp bị đuổi việc vì một lý do rất vô lý rồi. Anh giúp tôi gặp chủ tịch đi. Mà này, anh là ai đấy? Là ai cũng không biết, nhưng không phải là chủ tịch. Thôi cô đi ra đi. Không phải là chủ tịch thì cũng là nhân viên như nhau cả thôi. Anh đừng có mà nói to như thế. Anh mà làm vậy nhá, tôi cởi áo ra đấy. Cô cởi áo ra làm gì? Không được làm bậy bạ trong này đâu nhá. Thì tôi cởi áo ra, rồi tôi làm cho đầu tóc rũ rượi này, rồi tôi bảo là anh sàm sỡ tôi, để xem là chủ tịch và nhân viên có vào đây không, xem anh giải thích thế nào nhá. Không được, cô ta mà làm thế thì sẽ mất hết danh tiếng của mình. May mà cô à chưa biết mình là chủ tịch. Khoan đã. Gì? Lúc nãy cô vừa nói là cô cần chủ tịch giúp gì đúng không? Tôi là bạn thân của chủ tịch đây. Cô muốn giúp cái gì? Giúp công việc. Tôi không muốn bị đuổi việc. Được rồi, chuyện đơn giản thôi. Tôi đồng ý. Cô làm cái gì đấy? Lưu lại hình ảnh. Nhỡ may anh còn chối thì tôi còn có bằng chứng chứ. Thôi được rồi, cô đi ra đi. Nhưng mà anh phải nhớ đấy nhá, tôi là Lan Anh, là nhân viên dọn vệ sinh. Còn bạn tôi là Linh, nhân viên phòng văn thư đấy. Được rồi, Lan Anh nhân viên phòng vệ sinh được chưa? Rồi, đi ra đi. Cô Linh à? Dạ. À, em đến đây là để cảm ơn chủ tịch chuyện hôm trước. Nhờ có chủ tịch mà em mới không bị mất việc đấy ạ. Chuyện nhỏ thôi mà. Cô và bạn cô cứ tập trung làm việc đi. Tôi đã nói chuyện với giám đốc Toàn rồi. Anh ấy sẽ không làm khó hai người đâu. Dạ, em cảm ơn ạ. Nhưng mà để cảm ơn anh, cho em mời anh bữa tối nay được không ạ? Không cần đâu. Mà này, cô có thể cho tôi xin số bạn cô được không? Cô Lan Anh ấy. Xin số ấy ạ? Ừ. Vì tôi thấy cô ấy là một cô gái rất thú vị. Tôi muốn tìm hiểu cô ấy. Cô Linh. Cô Linh, cô sao thế? Dạ, em đang nhớ số của bạn em thôi ạ. À, mà này, cô đừng nói với cô ấy tôi là chủ tịch nhá. Dạ vâng, em hứa. Để cho anh số. Đây, đây, cô bấm cho tôi nhá. Cảm ơn cô. Thôi, tôi đi đây. Đúng là đáng chết thật đấy. Cô ta đã có tất cả rồi, vậy mà còn dám giành chủ tịch với mình sao? Khốn nạn. Chào cô em. Sao hôm nay lại có hứng gọi tôi thế? Tôi tưởng có được chủ tịch chống lưng rồi, nên không có ai vào mắt chứ. Kiều giám đốc, cái chuyện hôm đó ấy chỉ là hiểu nhầm thôi. Tất cả đều là do con Lan Anh nói nhiều chuyện, cho nên anh mới bị chủ tịch trách phạt đấy ạ. Chứ tôi nể anh như vậy, làm sao mà dám láo được ạ? Có thật như vậy không? Dạ thật. Anh không biết là con Lan Anh nó mưu mô như nào đâu. Nó đang lợi dụng cái chuyện của anh để tiếp cận và làm thân với chủ tịch đấy. Nếu như chúng ta không ngăn chặn chuyện này sớm, rất có thể người bị đuổi tiếp theo là chúng ta đấy ạ. Con nào nó mưu mô như vậy sao? Thế bây giờ phải làm sao để mà trị nó? Chủ tịch bảo rồi, không được đuổi việc nó. Thật ra ấy, trước đây chủ tịch cũng thích tôi, nhưng mà kể từ khi con Lan Anh vào, nó lại đi trước và quyến rũ anh ấy. Bây giờ thì anh chỉ cần làm theo cách của tôi thôi, là đảm bảo chủ tịch sẽ chán nó và quay về với tôi ngay. Vậy nếu cô thành công làm chủ tịch phu nhân thì sao? Thì tôi chắc chắn sẽ không quên ơn anh đâu. Này, anh làm cái gì đấy? Tôi nói trước nhá, tôi quen với bạn thân của chủ tịch đấy, đừng có mà làm bậy. Thank you.
động đi. Ngại cái gì? Tôi nói cho anh biết nhá, trông cô ta như thế này thôi, nhà cô ta hơi bị lắm của đấy. Anh mà cưới được nó nhá, phức bảy đời. Còn lão công này mà có tiền à? Có cho tôi cũng chả thèm nhá. Trên người nó ấy, giá trị nhất có một cái mặt thôi, nhìn là còn xinh xinh thôi. Ngu ngốc. Thôi, đừng nói nữa, đi gọi chủ tịch đi. Thôi, tôi đi nhá. Nhớ là nó quyến rũ anh đấy, nhá, nhớ đấy. Biết rồi, khổ lắm, nói mãi đi. Ôi con, đừng lại, đừng lại. Ai, con khối. Hóa ra là cậu cấu kết với tên Toàn để bày trò hãm hại tôi như vậy à? Cậu nói cái gì vậy? Tôi chả hiểu gì cả. Cậu làm tôi thì ghê tởm đấy. Tôi vì nghe tin cậu bị bắt nạt ở trong công ty, cho nên tôi mới giả làm lao công đến đây để bảo vệ cậu. Thế mà không ngờ cậu cấu kết với tên Toàn, làm ra mấy cái trò khốn nạn như vậy. Thì sao chứ? Tao ghét mày. Mày thử nhìn lại xem, mày có cái gì? Mày hơn gì tao mà mày luôn luôn được mọi người yêu quý? Anh Nam ấy, anh ấy xứng đáng với tao. Hóa ra là vì tình yêu mà cậu đánh đổi tình bạn hơn 10 năm nay của chúng ta à? Đã thế thì tôi không còn điều gì mà nói với cậu cả. Mày còn gì để nói được nữa? Bây giờ ấy, mày đã mất hết tất cả rồi. Anh Nam đã nhìn thấy áo của mày ở trong phòng giám đốc Toàn rồi. Từ bây giờ nhá, để xem mày còn yêu đương được với anh ấy nữa không. Linh này, tôi bảo với cậu nhá, những thứ từ trước đến giờ mà tôi muốn có chắc chắn là tôi phải có. Còn những thứ đã thuộc về tôi thì cho dù cậu có tranh công, tranh cướp như thế nào ấy, thì sẽ không bao giờ thuộc vào cậu đâu. Còn cái chuyện mà cậu đối xử với tôi ấy, chắc chắn tôi sẽ nói với anh Nam. Để rồi xem, cậu có còn làm việc ở công ty này nữa hay không? Mày... Không thể để yên cho nó được. Mình phải đi nói với anh Toàn, để anh ấy xử nó mới được. Thả nó ra. Muốn bày trò hãm hại tôi lần nữa à? Không dễ như vậy đâu. Cô Lan Anh, tại sao cô lại ở đây? Không phải là cô đã bị đuổi việc rồi hay sao? Mau cút ra khỏi đây đi. Im miệng đi. Tôi đến đây gặp chủ tịch Nam là do mọi chuyện. Chủ tịch bận rồi, cô đi về đi, hôm khác gặp. Thế thì tôi sẽ ngồi ở đây. Tôi đợi bằng được chủ tịch đến. Đằng nào ngày hôm nay tôi cũng đang rảnh. Cô muốn cái gì? Sao cô cứ phá tôi thế nhở? Cô mau cút ra khỏi đây ngay. Nhanh, đi ra. Cút, cô bị điên à? Lan Anh, cậu đi ra đi. Lan Anh, sao cậu đi đứng cái kiểu gì mà bất cẩn thế? Ngã vào người chủ tịch rồi này. Anh Nam, anh có sao không ạ? Em không sao. Anh Nam, Lan Anh, tôi nói nhá, cậu đúng là vô liêm sỉ thật đấy. Anh Nam ấy, anh ấy đã làm nhiều việc cho cậu như vậy, thế mà cậu lại lừa anh ấy, tòm tay với giám đốc Toàn. Tớ là bạn cậu nhưng mà không thể bênh cậu được nữa rồi. Cậu đừng có mà ngậm máu phun người nhá. Cậu nói xấu, miệng dơ bẩn như thế mà cậu lôi người khác vào à? Tớ trong sạch. Trong sạch á? Trong sạch vậy mà anh Nam đã nhìn thấy áo của cậu ở trong phòng giám đốc Toàn đấy. Thôi Linh, em đừng nói nữa. Không, anh phải nghe em. Cô Lan Anh này tính cách đã như vậy rồi mà đạo đức còn bại hoại hơn. Là người vì mục tiêu của mình mà có thể không từ thủ đoạn đấy ạ. Cô im đi, tôi không phải loại người như vậy. Cô là bạn của tôi, vậy mà cô nói xấu tôi như vậy à? Chính vì là bạn của cậu cho nên tôi mới không muốn cậu sai lại càng thêm sai nữa. Lan Anh, cậu đừng có mà vì tiền mà đánh mất nhân cách của mình như thế. Cậu đi đi. Anh Nam, em hỏi anh, anh có tin em không? Anh... Tin cái gì mà tin? Cậu đừng điều khiển người khác nữa, tớ ghê tởm cậu đấy. Đi đi. Cậu nói đủ chưa? Cậu trông như con cá dễ chết vậy đấy. Cậu đừng tưởng mấy cái lời của cậu là có thể hạ gục tôi. Cậu... Đi vào. Giám đốc Toàn, sao lại thế này? Anh Toàn, anh Nam, anh giúp em với ạ. Cái cô Lan Anh kia kìa, cô ta giống như quỷ ấy ạ.
tính tình thì kinh tởm lắm ạ. Còn cả cái tên nhéo này nữa. Anh Toàn, anh không nhận ra anh Đức à? Anh Đức làm chủ tịch tập đoàn AB. Chủ tịch tập đoàn AB hả? Đúng. Hôm nay tôi đến đây là để giúp đỡ cô Lan Anh và để vạch mặt hai người. Ý anh là sao? Hôm đó cô Lan Anh bị đánh thuốc mê, cô đang bỏ chạy và được tôi giúp đỡ. Kẻ đuổi theo cô ấy chính là anh ta. Khốn nạn! Giám đốc Toàn, tại sao anh làm như thế? Tôi sẽ đuổi việc anh, đồng thời kiện anh ra tòa cho anh đi tu. Úi dồi ôi, anh Nam ơi, em không biết gì đâu ạ. Tất cả là do cô ta. Cô ta xúi giục em đấy ạ. Cô thật khốn nạn. Lan Anh vì cô mà vào công ty làm việc là để giúp cô, bảo vệ cho cô. Thế mà cô lại hãm hại cô ấy. Cậu khiến tôi quá thất vọng đấy. Mấy người nói đủ chưa? Tôi làm như vậy tất cả là vì cô Lan Anh. Cô ta ép tôi. Chỉ vì cô ta là tiểu thư giàu có hơn tôi mà được tất cả mọi người yêu mến. Đến ngay cả chủ tịch cũng thích cô ta nữa. Cái gì? Chủ tịch nào? Tôi làm gì quen biết chủ tịch nào mà chủ tịch thích tôi được chứ? Chính là anh ta đấy. Anh ta giấu thân phận để được gặp cô đấy. Tại sao tất cả những người đàn ông tốt trên cuộc đời này lại đều thích cô vậy? Tôi không cam tâm. Đủ rồi. Cô đừng mang sự ích kỷ, ghen tị, nhỏ nhen để bao biện cho lỗi lầm của mình. Chỉ cần sống với người khác bằng cả tấm lòng thì cô sẽ nhận lại những điều như thế thôi. Cô Lan Anh là tiểu thư, nhưng cô không vui chơi và tận hưởng cuộc sống. Cô lại chấp nhận đi làm lao công ở công ty của anh Nam. Là vì cô đấy. Cô muốn giúp đỡ cô, còn cô thì lại trách móc cô ấy. Bất ngờ thật đấy. Cả cô và cậu Toàn đều đuổi việc. Tôi không thể chấp nhận có hai người mưu mô xảo quyệt làm việc cho công ty của tôi được. Lan Anh, tôi xin lỗi. Tôi biết lỗi của mình rồi. Cô bỏ qua cho tôi được không? Chúng ta là bạn thân mà. Cô làm ơn nói với chủ tịch, nói giúp tôi với. Bảo anh ấy đừng đuổi việc tôi mà. Dạ vâng ạ. Quá trễ rồi. Kể từ giây phút này, tôi với cậu không còn là bạn bè gì cả. Không dính dáng bất kỳ thứ gì với nhau hết. Anh Đức, cảm ơn anh. Tôi xin phép. Được kìa. Lan Anh, Lan Anh. Còn không đi. Lan Anh. Kìa. Lan Anh. Lan Anh. Lan Anh. Anh biết là em vẫn còn giận anh. Việc anh không nhận mình là chủ tịch ngay từ đầu là sai. Nhưng em, việc anh yêu em là thật. Anh thật lòng yêu em. Em có thể cho anh một cơ hội để sửa sai được không? Anh có biết là trong tình yêu của bọn mình ấy, bọn mình đang thiếu thứ gì không? Đó chính là sự tin tưởng. Làm thế nào mà chúng ta có thể yêu nhau mà không hề có sự tin tưởng được? Anh làm em quá thất vọng đấy. Kìa, Lan Anh. Lan Anh. Anh xin lỗi. Cho anh cơ hội sửa sai đi Lan Anh.